Phủ Đại Gia ở Rễ, chương 5677 đến chương 5681. Nghe được giọng nói lạnh lùng vô song này, trong sân đột nhiên im lặng, không có người nào nghĩ đến dưới tình huống như vậy còn có người dám cho Bùi Nguyên Minh chỗ dựa. Rất nhanh liền gặp được người trong sân đồng loạt tản ra hai bên. Sau đó một nữ tử mặc sườn xám với đôi chân dài đi tới. Nữ tử này khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, trên thân tự mang một loại khí tràng khó tả, như là một công chúa chân chính, để người không dám nhìn thẳng. Ô, nữ nhân này cho là mình dung mạo xinh đẹp thì ngon sao? Lại dám làm chỗ dựa cho tên ở rễ hay sao chứ? Lúc này ra tới chính là đắc tội với hai vị đại thiếu Triệu Chấn Phong cùng Tiêu Nam Đông. Đây là hành vi muốn chết à? Quả thực không biết mùi vị là gì. Một số người trong vòng tròn thượng lưu vì muốn nịnh nọt Triệu Chấn Phong cùng Tiêu Nam Đông, giờ phút này nhịn không được mở miệng. Nhưng là rất nhanh, có người vội vàng ngắt lời bọn hắn, thấp giọng nói: các người đầu óc nước vào rồi hay sao? Vị này các ngươi không biết là ai hay sao thế? Nàng thế là nhưng là công chúa được vị Tô Mục lão gia tử bộ tộc Thiên Lân kia thương yêu nhất đó. Cái gì? Là nàng sao? Đám người vừa mở miệng trào phúng, lập tức cả đám đều cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tên tuổi vị công chúa Tô gia này nếu so sánh với Gia Luật Hương, Tiết Oánh, hai đại hoa khôi này lớn hơn rất nhiều. Bởi vì thời điểm người này đi ra, thân linh chính là Tô Văn Nhã, người đã mời Bùi Nguyên Minh tới tham gia đấu giá hội. Tô tiểu thư sao? Hạc Nhiên đại sư nhìn người vừa tới hơi sững sờ, đồng thời có một dự cảm bất thường hiển liệt trên trong lòng. Trong tứ đại bộ tộc Thiên Long, bộ tộc Thiên Lân đứng đầu, thậm chí có thể cùng quyết tranh hơn thua với hai đại dòng tộc lang tộc bên ngoài vạn lý trường thành. Mấu chốt nhất chính là lần đấu giá hội này, mặc dù Tiểu Phụng Tự là chủ sự, nhưng đại cổ đông phía sau màn lại là Tô gia. Mà Hạc Nhiên đại sư là trước khi xuất gia càng là người của Tô gia. Hắn có địa vị của ngày hôm nay, không thể bỏ qua công lao của Tô gia. Cho nên tại bên trên lần đấu giá hội lần này, quyền nói chuyện của Tô gia rất lớn. Chẳng lẽ cái gia hỏa họ Bùi này là Tô Văn Nhã mời tới hay sao? Hạc Nhiên đại sư dám đối với Bùi Nguyên Minh lớn tiếng khiển trách, nhưng giờ phút này gặp được Tô Văn Nhã, hắn lại có loại cảm giác chuột gặp phải mèo. Tô tiểu thư cũng là người mà ngươi có thể nói chuyện hay sao? Ta cùng ngươi rất quen hay sao chứ? Tô Văn Nhã hừ lại một tiếng, trên mặt đều là lãnh ý. Nàng thực vất vả mới cả gan đem Bùi Nguyên Minh mời tới tham gia buổi đấu giá này. Mục đích đúng là vì muốn tiếp cận với Bùi Nguyên Minh để đôi bên quan hệ tốt hơn một chút. Nhưng nghĩ không ra lại xuất hiện tình trạng trước mắt như vậy. Bùi Nguyên Minh vạn nhất bảo nổi, Tô gia biết làm sao đây? Trong nháy mắt này, Tô Văn Nhã đều có loại kích động muốn bóp chết Hạc Nhiên đại sư. Bùi thiếu là khách quý mà ta đặc biệt mời tới. Ta đã dặn dò qua, nhất định phải lấy lễ tiết tối cao chiêu đãi anh ấy. Mặc dù Tiểu Phụng Tự là địa bàn của các ngươi, đấu giá hội cũng là các ngươi tự tổ chức, nhưng là ngươi Hạc Nhiên đại sư, có phải là đã quên đi ai mới là đại lão bản phía sau mà na? Quý khách của Tô gia chúng ta là người mà ông nội của ta đều xem trọng, ngươi chẳng những muốn đem anh ấy đuổi đi, còn muốn đánh gãy tứ chi của anh ấy hay sao? Ai đưa gan chó cho ngươi vậy à? Vừa nghe được lời nói của Tô Văn Nhã, Hạc Nhiên đại sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một Tô Văn Nhã, hắn mặc dù kiêng kỵ nhưng là cũng vẻn vẹn kiêng kỵ mà thôi. Thế nhưng là Tô Văn Nhã lại nói ra, Bùi Nguyên Minh là người mà Tô Mục xem trọng. Tô Mục, tộc trưởng bộ tộc Thiên Lân à? Là đại nhân vật mà tại toàn bộ bên ngoài vạn lý trường thành, chỉ cần giậm chân một cái liền sẽ làm cho bên ngoài vạn lý trường thành rung động ba lần à? Người mà ông ta còn xem trọng, mình lại muốn đánh gãy chân người ta hay sao? Mặc dù Hạc Nhiên đại sư giờ phút này trong lòng có một loại không hiểu, chẳng qua giờ phút này cũng cười lớn một tiếng rồi nói, Tô tiểu thư hiểu lầm,
Đây chỉ là lũ lụt sông Miếu Long Vương à. Nếu như sớm biết vị thí chủ này là quý khách của Tô gia, ta sao dám bất kính được à. Chẳng qua bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, cũng mong Tô tiểu thư đại nhân đại lượng. Nói đến đây, Hạc Nhân đại sư còn lộ ra nụ cười một vẻ mình đã cúi đầu, chắc hẳn các ngươi cũng không thể quá mức làm khó nét mặt của ta. Tô Văn Nhã lại không thèm để ý tới hắn, mà là đi đến trước mặt Bùi Nghi Minh, một mặt dây dứt nói ra: Bùi thiếu, thực xin lỗi, là tôi không có đem mọi chuyện an bài tốt. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Lúc nói ra lời này, ánh mắt lạnh lẽo của Tô Văn Nhã ở trên sân quét một vòng. Vị tiểu tông sư này là nhân vật thiên kiêu bực nào chứ? Không những ở bên trong võ quán phân hội Long Môn, bên ngoài vạn lý trường thành, một bàn tay đập bay người dám đến phá quán. Hơn nữa, còn dễ như trở bàn tay giải quyết phiền toái lớn nhất của Tô gia. Và người này, Tô gia cũng quá muộn để nịnh nọt. Nghĩ không ra, lại kém chút bởi vì những người khác tùy ý làm bậy, liền đắc tội với anh ta. Vừa nghĩ đến đây, cho dù là Tô Văn Nhã đều có loại cảm giác sắp phát điên. Chẳng qua, Bùi Nghi Minh vẫn như cũ, thần sắc đạm mạc. Đối với anh mà nói, loại phiền phức ở một nơi nhỏ bé như thế này, anh thực không coi ra gì. Anh vẫn bất động, thần sắc đạm mạc. Không sao, chỉ là một số tiểu nhân vật thích kêu gào mà thôi. Tô tiểu thư, không cần thiết bởi vì chuyện này mà làm hỏng tâm trạng. Đang khi nói chuyện, Bùi Nghi Minh quay người liền muốn rời khỏi. Đối với anh mà nói, tham gia cái đấu giá hội này, có thể nhìn xem Thiên Châu trong truyền thuyết, thực là một điều tốt. Nhưng bây giờ, cảm thấy có chút buồn nôn, anh cũng liền lười nhác tham gia. Dù sao đi nữa, có những chuyện, anh nguyện ý tốn hao chút thời gian, cũng có thể điều tra ra được. Nghe được nửa câu đầu của Bùi Nghi Minh, Tô Văn Nhã còn một mặt mỉm cười. Nhưng là vừa nhìn thấy Bùi Nghi Minh quay người, liền muốn rời khỏi, Tô Văn Nhã lập tức liền gấp gáp. Sau một khắc, nàng không còn quan tâm, trực tiếp đi đến trước mặt Hạc Nhiên đại sư, không cho hắn cơ hội phản ứng. Bốc một tiếng, chính là một bàn tay quăng tới. A! Hạc Nhiên đại sư kêu thảm một tiếng, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt đã nhiều thêm một dấu bàn tay. Hắn một mặt kinh ngạc nói: Tô tiểu thư, ta mặc dù mời Tô gia các ngươi, nhưng là ta dù sao cũng là người tiểu phụng tử, các ngươi bốc! Tô tiểu thư ta là ngươi có thể gọi được hay sao? Bốp! Dùng tiểu phụng tử đến uy hiếp ta hay sao? Bốp! Ngươi bây giờ đi gọi điện thoại đi, nhìn xem tiểu phụng tử chịu thay ngươi ra mặt hay không? Bốp! Ngươi cho rằng ngươi rời khỏi Tô gia, chính thức xuất gia, liền cùng Tô gia không có quan hệ gì rồi sao? Bốp! Ngươi cho rằng không có một mối liên hệ tại Tô gia này, ngươi có thể bò lên trên vị trí hiện tại hay sao? Ý vào Tô gia, lấy được một chút thành tựu, đạt được một chút địa vị, liền coi chính mình tính là một cái nhân vật rồi sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay, trừ phi Bùi thiếu tha thứ cho ngươi, bằng không mà nói, ngươi đi chết đi. Nghe được lời nói của Tô Văn Nhã, nhìn xem những cái tát tai của Tô Văn Nhã, toàn trường đều là một mặt mộng bức. Hóa ra, Hạc Nhiên đại sư có chút danh tiếng, tài trước khi xuất gia, thế mà là người của Tô gia hay sao? Hơn nữa, còn là dựa vào Tô gia mới có dạng địa vị này hay sao? Trách không được, lần đấu giá hội này, Tô gia là đại đông gia phía sau màn. Chỉ sợ, không có Tô gia chi viện, cái đấu giá hội này cũng không tổ chức được à? Vào tình huống này, Hạc Nhiên đại sư còn dám đắc tội với quý khách của Tô gia. Đây là muốn chết à? Mà Hạc Nhiên đại sư trên mặt đang nhẹ như mây gió, tại lúc này đều biến mất, thay vào đó thì là một loại hoảng sợ cùng bất an. Hắn biết rất rõ, nếu như Tô gia thực không còn chi viện cho hắn, như vậy hắn tại tiểu phụng tử rất nhanh liền sẽ mất đi tất cả, bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân. Trong nháy mắt này, Hạc Nhiên đại sư cơ hồ là vô thức nhìn Triệu Chấn Phong một chút. Lần này hắn làm ra chuyện hồ đồ như thế, xác suất rất lớn cũng là bởi vì vị Triệu gia đại thiếu này. Giờ phút này, Hạc Nhiên đại sư chỉ hy vọng Triệu Chấn Phong có khả năng sẽ giúp đỡ chính mình
nói ra vài câu hữu ích. Bằng không mà nói, mình chẳng lẽ phải quỳ xuống khẩn cầu tha thứ hay sao? Trên thực tế, giờ phút này mi mắt Triệu Chấn Phong cũng là có chút nhảy một cái. Hắn đúng là Triệu gia đại thiếu, cũng là người của binh bộ biên thủy, xem như rất có địa vị, rất có quyền thế. Nhưng là điều đó cũng không có nghĩa là hắn liền dám cùng Tô gia không qua được. Dù sao, Triệu gia đại thiếu có nhiều, nhưng là công chúa Tô gia chỉ có một. Mà Tô Văn Nhã vẫn là tôn nữ mà Tô Mục thương yêu nhất. Cho nên, thời điểm nhìn thấy Tô Văn Nhã xuất hiện, Triệu Chấn Phong liền có chút mộng bức. Thời điểm nhìn thấy Tô Văn Nhã hướng về phía Bùi Nguyên Minh, tất cung tất kính, Triệu Chấn Phong càng là có một loại cảm giác muốn tự mình quất cho mình hai cái bàn tay. Nhìn thấy một màn trước mắt này là chân thật hay sao? Không phải là nằm mơ, đúng không? Nhưng sự tình phát triển đến một bước này, Triệu Chấn Phong cũng không thể liền cứ nhìn xem như thế. Bởi vì nếu như làm ra vẻ mọi chuyện không có liên quan gì tới mình, sẽ chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. Cho nên, tại thời khắc này, Triệu Chấn Phong chỉ có thể gạt ra một nụ cười trước khi đi, còn cười nói: "Tô tiểu thư." Tô Văn Nhã liếc Triệu Chấn Phong một chút, thản nhiên nói: "Thế nào, ngươi Triệu đại thiếu cũng có thời điểm tự mình ra tới nhận lầm hay sao? Ngươi là chuẩn bị xin lỗi cho Bùi thiếu thế nào đây? Quỳ xuống đánh gãy một của mình một cái tay hay sao?" Triệu Chấn Phong hai mắt dịch dịch nói: "Tô tiểu thư, cô nói đùa. Vị Bùi thiếu này..." Nói đến đây, Triệu Chấn Phong sắc mặt đều có chút biến đen. Hắn là quấy rối bạn gái của ta, cho nên ta mới sẽ bạn gái sao? Tô Văn Nhã duỗi ra cánh tay phải trắng nõn, vỗ vỗ mặt Triệu Chấn Phong. "Triệu Chấn Phong, ngươi mặc dù là Triệu gia dòng chính, nhưng không phải là người thừa kế trong dự định. Dưới ban ngày ban mặt, liền trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao? Đổi trắng thay đen hay sao? Bạn gái sao? Ngươi thực cho là ta ở trường học cái gì cũng không hề hay biết hay sao? Ta nói thế nào cũng là tiền bối của ngươi. Chuyện này Triệu gia nhất định phải cho Tô gia chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Cho không được câu trả lời, ta sẽ đích thân đi đem câu trả lời này lấy trở về." Nói đến đây, Tô Văn Nhã không tiếp tục để ý tới Triệu Chính Phong, mà là đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. "Bùi thiếu, đấu giá hội lập tức liền sẽ bắt đầu. Anh vẫn là không cần để tới những tiểu nhân vật này à?" Bùi Nguyên Minh cười cười, dường như nhớ tới cái gì, mỉm cười nói: "Tô tiểu thư, câu trả lời của Triệu gia coi như là xong rồi đi. Chỉ cần Triệu đại thiếu về sau không còn quấy rối bạn học tiết oán, chuyện này liền đi qua." Tô Văn Nhã hơi sững sờ, sau đó cười nói: "Tôi nghĩ Triệu đại thiếu sẽ đáp ứng. Này, ngươi thấy sao?" Tiếng nói vừa rơi xuống, Tô Văn Nhã ánh mắt rơi xuống trên thân Triệu Chấn Phong. Triệu Chấn Phong gắt gao siết chặt nắm đấm, nhưng là một lát sau chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Hắn là dòng chính của Triệu gia, không sai, nhưng thân phận cùng Tô Văn Nhã dạng người này vẫn là có chênh lệch cực lớn. Tại thời khắc này, hắn không nhịn sợ, thực chuẩn bị đem mọi chuyện làm lớn lên hay sao? Một khi Tô gia đi tìm Triệu gia gây phiền phức, mấy cái huynh đệ tỷ muội kia của mình không thừa cơ bỏ đá xuống giếng, trời liền sập à. Nhìn thấy hắn gật đầu, Bùi Nguyên Minh hướng về phía Triệu Chính Phong cười cười, quay người rời đi. Mà nhìn thấy nụ cười của Bùi Nguyên Minh, Triệu Chính Phong chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình đều đã bị cào nát. Tên khốn kiếp này giết người tru tâm à. Ngược lại là Tiết Oánh, ánh mắt phức tạp nhìn xem lưng ảnh Bùi Nguyên Minh. Nàng nghĩ không ra, nam nhân thoạt nhìn như là một tiểu bạch kiểm này, chỉ mấy câu liền vì mình mà giải quyết phiền toái lớn nhất. Triệu Chấn Phong cụp đuôi như con chó. Tiêu Nam Đông giờ phút này thì là thần sắc âm trầm đến cực hạn. Mặc dù Bùi Nguyên Minh không có nhắm vào hắn, Tô Văn Nhã cũng không có đối với hắn nói cái gì, nhưng là đối với Tiêu Nam Đông mà nói, đây cũng không phải là cái chuyện gì đáng để anh mừng. Tương phản, dáng vẻ Bùi Nguyên Minh đại biểu là cao cao tại thượng, thái độ đối với mình là không thèm nhìn tới.
lấy tâm cao khí ngạo của Tiêu Nam Đông mà nói, hắn thế nào có khả năng tiếp nhận sự vũ nhục vô hình như thế này chứ? Chỉ là Tô Văn Nhã, địa vị tại Tô Gia quá cao, gần như là đệ nhất nhân bên trong đời thứ ba. Tiêu Nam Đông, mặc dù là Tiêu Gia dòng chính của Lang tộc bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, nhưng cùng Triệu Chấn Phong đều cũng không phải là ứng cử viên người thừa kế. Tương phản, bên người còn có không ít huynh đệ tỷ muội đang tranh đoạt quyền kế thừa. Bọn hắn, chú định không có tư cách đấu cùng Tô Văn Nhã. Đơn giản mà nói, giờ phút này có Tô Văn Nhã che chở cho Bùi Nguyên Minh, đều không phải là Tiêu Nam Đông cùng Triệu Chấn Phong có thể tùy ý đắc tội. Dương Phi cùng Lữ Phỉ, Thi Hào ba người, giờ phút này đều là ba mắt trợn tròn há hốc mồm, kinh ngạc. Ai cũng không thể nghĩ ra, mắt thấy là Bùi Nguyên Minh phải bị người đem mặt đều đánh sưng, lại có thể ở thời điểm tuyệt địa này phản kích. Bình thường mà nói, đây là tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên, đây là những gì đã xảy ra ngay bây giờ. Lữ Phỉ hơi há ra cái miệng nhỏ, có chút cay đắng, một lát sau mới lẩm bẩm nói, nữ nhân này đến cùng là ai chứ? Dương Phi thần sắc khó coi, sau đó chậm rãi nói, là đại tứ sư tỷ học viện địa tông chúng ta, cựu hội trưởng hội học sinh, người sắp thừa kế Tô Gia bộ tộc Thiên Lân, công chúa Tô Gia, Tô Văn Nhã. Cái gì? Là nàng sao? Lữ Phỉ quá mức sợ hãi. Dạng nữ nhân như thế này, tại học viện địa tông, căn bản là không một ai có thể đắc tội. Cho dù là viện trưởng học viện địa tông, gặp được nàng đều phải khách khách khí khí. Bùi Nguyên Minh có một cái chỗ dựa này, đừng nói là Dương Phi, liền xem như Tiêu Nam Đông cùng Triệu Chấn Phong tại ngoài sáng đều không làm gì được hắn. Cách đó không xa, Chu Hà, Triệu Triết đám người đã đi đến bên người Giang Lập Thương cùng Tiết Oánh. Hiển nhiên, đối với chuyện vừa mới phát sinh, bọn hắn đều có chút rung động. Hương Hương, cái tên hứa hôn với cô này, thế nào lại quen biết với công chúa Tô Gia được chứ? Triệu Triết, Triệu công tử ít nhiều có chút kiến thức, giờ phút này thần sắc kinh ngạc, mở miệng. Dù sao, Tô Văn Nhã loại người sắp thừa kế này, thân phận cùng bọn hắn, những người này so ra, chính là cách nhau một trời một vực. Công chúa Tô Gia không phải chỉ là lời nói suông. Chu Hà lúc này bịt chặt lấy cái miệng nhỏ, thấp giọng nói, Hương Hương, ta cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản à. Cô có thấy hay không? Vừa mới rồi, thời điểm công chúa Tô Gia đối mặt với hắn, dường như nàng còn có chút tất cung tất kính à. Chẳng lẽ cái tên hứa hôn với cô này còn có cái bối cảnh đặc thù gì hay sao? Tiết Oánh cũng là một mặt tò mò nhìn Gia Luật Thương. Nam nhân chỉ với một câu liền giải quyết cơn ác mộng nhiều năm qua của mình này, đến cùng là có cái địa vị gì à? Anh ta tuyệt đối sẽ không phải như là người bên ngoài nói tới, chỉ là chó nhà có tang từ Kim Lăng đến chứ. Dù sao, chó nhà có tang tuyệt đối không có tư cách để công chúa Tô Gia coi trọng như vậy. Gia Luật Thương khẽ lắc đầu, không nói gì, nhìn sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Chỉ bất quá, nàng ở sâu trong nội tâm đang có nỗi sóng chập trùng. Đối với bối cảnh của Bùi Nguyên Minh, nàng so với những người khác rõ ràng hơn rất nhiều. Những người khác có lẽ cho rằng Bùi Nguyên Minh còn có cái thân phận ẩn tàng gì đó, nhưng là tại trong nhận thức của Gia Luật Thương biết được, loài thân phận này tuyệt đối không tồn tại à. Nếu là như vậy, vậy chỉ có một khả năng. Bùi Nguyên Minh, cái này chính là cái gọi là lực lượng cùng chỗ dựa của ngươi hay sao? Ngươi, một đại nam nhân, không làm người đầu đội trời chân đạp đất, thế mà lại đi ăn cơm chùa của lão bà này sao? Ta xem thường ngươi à? Bùi Thiếu, buổi đấu giá hôm nay, mặc dù Tiểu Phụng Tự là chủ sự, nhưng đại đông gia phía sau màn lại là Tô Gia chúng tôi. Cho nên, tôi coi là không cần gửi cho anh thư mời. Dù sao, đây là tràng tử của Tô Gia chúng tôi. Thư mời cái thứ này cũng không xứng với thân phận của anh. Nhưng là nghĩ không ra, lại gặp phải chuyện như vậy. Là tôi suy nghĩ không thấu đáo, xin anh thứ lỗi. Hai người sóng vai mà đi, Tô Văn Nhã lại tận lực đi chậm lại nửa bước.
Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên mặt Bùi Nguyên Minh, sau đó chậm rãi mở miệng. Việc nhỏ thôi mà. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, dường như hoàn toàn không có đem chuyện vừa mới phát sinh để ở trong lòng. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh một mặt nhẹ như mây gió, Tô Văn Nhã trong lòng lại có dị dạng. Chỉ có thể nói, Tiểu Tông Sư chính là Tiểu Tông Sư, căn bản không phải là Triệu Chấn Phong. Tiêu Nam Đông dạng hoàn khố đại thiếu này đủ khả năng đánh đồng an. Đang khi nói chuyện, hai người bước lên cầu thang lên tầng 3 của Linh Tháp, nơi tổ chức cuộc đấu giá này. Giờ phút này, nơi này đã có không ít người ngồi tại các góc tối, cả đám đều yên tĩnh chờ đợi. Bùi Nguyên Minh cùng Tô Văn Nhã xuất hiện, mặc dù thu hút được một số sự chú ý, nhưng là có thể đi vào tầng thứ 3 này đều là đại nhân vật chân chính. Bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, đối với rất nhiều chuyện, chỉ cần không phải liên quan đến lợi ích của mình, liền sẽ không có người nào nói cái gì. Rất nhanh, Bùi Nguyên Minh cùng Tô Văn Nhã đã ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Mấy phút sau, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Bởi vì chính Tiểu Phụng Tử chủ trì cuộc đấu giá, cho nên giờ phút này vật đấu giá xuất hiện căn bản có chút liên quan đến Phật môn. Xá Lợi Phật môn, truyền thế mấy trăm năm à. Các lá bài cửu cung bát quái mang ý nghĩa phong thủy vô hạn cũng lần lượt được xuất hiện. Chẳng qua, Bùi Nguyên Minh đối với những vật này đều không có hứng thú quá lớn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Mà từ đấu giá hội cũng nhìn ra, tại bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, kẻ có tiền vẫn là rất đông đảo. Những cái vật Phật môn này tùy tiện đều có giá cả mấy chục triệu. Cuối cùng, vật đấu giá cuối cùng được đưa lên. Một hộp gỗ tinh xảo nhỏ từ từ mở ra, một viên hắc bạch song sắc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chính là một viên Mạ Đà La Thiên Châu. Bùi Nguyên Minh, con người có chút co rụt lại, kìm lòng không được ngồi thẳng người lên. Tại trước khi đến bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, Bùi Nguyên Minh đặc biệt đã trang bị một số kiến thức về bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Căn cứ theo truyền thuyết Phật môn của Địa Tông, Mạn Đà La là nơi ở huyền thoại của các vị Phật Địa Tông. Mạn Đà La đại biểu chính là chí cao vô thượng, đại biểu là vô lượng công đức. Mà nhìn Thiên Châu một chút, đại biểu là tâm tư thanh minh. Đơn giản mà nói, viên Thiên Châu này được gọi là Thiên Châu tổng hợp, là một vật hiếm có trong nhóm các viên Thiên Châu. Mấu chốt nhất chính là cái viên Thiên Châu này, căn cứ trong truyền thuyết, là Thiên Châu đầu tiên do tổ sư Phật môn của Địa Tông tự tay chế tác. Ý nghĩa phi phàm mà. Mặc kệ cửu nhãn Thiên Châu trong truyền thuyết là có quan hệ cùng trường sinh hay không, nhưng là một viên Thiên Châu Mạn Đà La này tuyệt đối là quan trọng nhất. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Tô Văn Nhã một chút, thản nhiên nói, giúp tôi đấu giá đem viên Thiên Châu thu về à, bất kể chi phí. Vừa nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Tô Văn Nhã hơi sững sờ, sau đó nói, Bùi thiếu, chuyện này tôi chỉ sợ phải xin phép gia gia của tôi một chút. Dù sao, Thiên Châu này giá khởi điểm, không cần cô xuất tiền đâu. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt lắc đầu, tôi không tiện lắm nếu lộ diện, cô giúp tôi đấu giá là được. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh cong ngón tay búng ra, một tấm thẻ ngân hàng màu đen rơi xuống trên đùi Tô Văn Nhã. Tô Văn Nhã vô thức nhìn thoáng qua, nháy mắt sau đó, thần sắc cự biến. Là Hắc Kim Tạp sao? Hết. Hẹn mọi người tập này ngày mai. Tập kế tiếp ngày mai chứ quên.